kill. Trời ơi, kênh ba rồi, dạo này chơi game không đeo tai nghe, khó chơi game quá các bạn ạ. Ok, các bạn đang muốn có một chiếc tai nghe mình để chơi game một cách thuận lợi thì đây chính là một sự lựa chọn không hề tồi đâu nha các bạn nha. Thì đây chính là một chiếc tai nghe gaming G30. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp lên xem bên trong có những thứ gì nha các bạn nha. Thì đây chính là bên trong có chiếc hộp tai nghe nhá. Thiết kế thì khá là đẹp và gọn gàng nha mọi người. Bên trong hộp này sẽ có một chiếc tai nghe này, nhìn trông khá là đẹp luôn. Dây này là dây tai nghe là một loại dây chống rối nha các bạn nhá. Dây chống rối có cả mic luôn này các bạn. Ui, xịn thật sự. Tai nghe gaming nhìn trông khá là đẹp luôn các bạn. Mút tai thì khá là êm và mềm luôn các bạn. Đeo vào thì không sợ bị đau tai nha các bạn nhá. Còn đây là các phím tăng giảm âm lượng và các phím điều khiển, có cả phím like với lại phím chơi game nữa này các bạn. Các bạn nào đang muốn có một chiếc tai nghe về chơi game thì các bạn hãy mua chiếc tai nghe như thế này nha các bạn nhá. Trong đây có một cái hộp nữa, để mình mở cái hộp ra xem có gì nha các bạn nhá. Ôi, hộp này khá là đẹp. Bên trong này thì có một chiếc hướng dẫn sử dụng, một cái giấy hướng dẫn sử dụng. Ok, và các bạn biết cái này là gì không? Đây chính là cái miếng để chống ồn đấy các bạn, để đeo vào mic để chống bị ồn đấy. Đây là khi mà các bạn livestream hoặc các bạn chơi game, các bạn có thể đeo cái này vào mic để chống ồn nhá. Ok, thì mình sẽ để ở đây nhá. Thì đây có chúng ta có một cái, thì đây chúng ta có một thêm một cái thứ phụ kiện nữa. Thứ phụ kiện này nó sẽ có miếng phụ kiện này sẽ có cái miếng mút để tai nghe để chúng ta có thể thay thế này các bạn, có rất nhiều luôn. Mình đếm đây cũng phải có 4 cái, cũng phải 4 cái. Với lại có một cái kẹp để cho vào dây này các bạn. Tai nghe này mua về chơi game thì cực kỳ ngon luôn các bạn. Vừa ngon mà giá lại hợp lý nữa các bạn. Thì các bạn nên mua loại tai nghe như này nhá. Thì các loại tai nghe này thì nó sẽ hỗ trợ dòng chơi game nhiều hơn các bạn. Các bạn cũng có thể để nghe nhạc này, xem phim này cũng khá là ok đấy các bạn nhá. Mic này thì có thể tháo rời ra các bạn nhá. Nếu mà các bạn không thích dùng mic thì các bạn có thể tháo cái mic này ra nha mọi người. Đó, cái mic này có thể tháo ra này. Còn các bạn nào mà thích dùng mic mà để nói chuyện cho rõ hơn ấy thì các bạn có thể cắm cái mic này vào bên một bên tai nghe này luôn các bạn. Ok, thì sau một thời gian test thử thì mình cảm thấy chiếc tai nghe này dùng khá là ngon đấy các bạn. Tiếng game thì rất là to và rõ ràng này các bạn. Nghe có thể nghe rõ được bên trái bên phải luôn nha các bạn nhá. Mic thì khá là mượt luôn các bạn. Mic nghe khá là mượt, không bị giật luôn. Nghe không bị giật, nói chuyện không bị giật luôn. Có cả mình rất là thích cái loại mic như này nhá. Thì bởi vì nó có thể tặng thêm cái miếng mút này, thì miếng mút này có thể lọc những âm thanh ồn như kiểu là tiếng quạt hay là tiếng xe cộ bên ngoài đường các bạn. Khá là ok luôn, rất thuận lợi cho việc livestream của mình luôn các bạn. Các bạn muốn mua chiếc tai nghe như này thì mình sẽ để link sản phẩm dưới phần comment vào phần mô tả cho các bạn nhé.